Hai, đây là khu vườn nhà tớ, nơi chỗ tớ ở. Ở đây, tớ sẽ giới thiệu cho mọi người về chậu hành. Đây là chậu hành mà bà ngoại mới trồng. Đó, đây, nó đang lên này. Đây là những củ hành. Củ hành này thì, đây, nó đang nhú mầm đây, mọi người thấy không? Đó. Đó, thấy chưa? Nó đang nhú mầm này. Đây là cái mầm của nó. Nó lên và 2 ngày nữa, tầm 2 ngày nữa là nó sẽ lên được một cục cái này. Nó rất nhanh nhá. Cái gì chứ cái hèn, cái hành này nó lên rất nhanh. Đây, đây là lá hành. Đó. Ôi. Đây, đây là những lá hành. Mới những lá hành ban đầu. Tự nhiên có một cây cải đây. Đó. Mà một cái chậu, nó chậu sứ thế này nhỏ thôi. Chậu sứ nhỏ này tầm khoảng bán kính khoảng 30 cm. Đường kính 30 cm. Mà ngoài trồng được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14. 14 cây hành. Đó. Các cái hành này khi mà lớn lên á, thì nó sẽ có thêm một nhiều củ nữa. Và nó sẽ lại lên tiếp. Và nó tàn thì nó, nếu mình để ở đây thì nó sẽ lên, trồng nó lại lên lại, tưới nước nó lên tiếp. Nó giống kiểu nó ủ trong đất vậy ạ. Đó. Đây là những cái cây hành rất khỏe nhé. Đây. Đó. Một cây thôi nhưng nó lên ngành hai lá mầm này. Hai bên này. Đó. Cái này cũng vậy. Nhìn rất là dễ thương. Đây là những củ mới trồng. Mấy cái này ngoài mới trồng này. Ngoài mới đưa ra trồng nên nay giờ nó mới lên đấy thôi. Nhìn rất là ngon lành đúng không mọi người?